Đị bài san thiên. Ngày ba trăm ba chín. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Cô bé cháu có tiền lẻ hay không? Nguyên văn là cô nương cháu có hay không có tiền lẻ? Cô nàng ni dầu mi lính chiến. Cô nàng 你有 mấy

em đều lấy ra rồi. Tôi Y phục truyền thống, quần áo truyền thống, thống. Cảm giác Cảm giác tay rất tốt. 手感很好, 真把人自 c h 带他来自己选。织六非常绵密，面料很柔软。刚躺啊，紧张吗？嗨，球，二百万。 Lắng bái bản. Quá khen rồi. Của chàng lợ. Sau này sẽ có dịp gặp lại. Khẩu khỏe hiểu chi. Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên trư. Ngồi đợi, ngồi mà đợi sua trở chắc chắn sẽ khẳng định sẽ khẳng định khỏe chúng lại phong phú chúng lầy phân phủ. phủ sẽ không hối hận đâu 不会后悔的。 bốn mươi đồng nguyên văn là bốn vạn 2 nghìn đồng sử hoàn lẻng chiên tuẩn tiền lẻ lính chén